Nhớ lúc mà Giang bị ngã ở chiếc nón kỳ diệu. À, tức là vồ vào cái nón đúng không? Hay là như nào? Cái hôm đấy hình như đấy là lần đầu tiên mà Giang và Minh gặp nhau, thì Giang vừa đi quay chiếc nón kỳ diệu vào và Giang trả lời được 3 câu là Giang đã bị loại. Và lúc đấy Giang cảm thấy rằng là chết rồi, mình bị xấu hổ. Xong mình lẽ ra mình phải đi vào trong cánh gà, thì Giang lại đi tiến lên phía trước và Giang ngã cả người và nằm nguyên vào cái cánh hoa của chương trình chiếc nón kỳ diệu. Thế là sân khấu lại phải dừng lại mấy tiếng đồng hồ để đi lắp lại cái mica mà Giang nằm gọn ở trong cái cánh hoa đấy.